Thưa quý vị, dịch COVID-19 với những thay đổi về nhịp sống, thói quen và cách thức giao tiếp xã hội đã khiến không ít học sinh, sinh viên gặp các vấn đề về tâm lý. Trong đó, đa số các bạn ở độ tuổi từ 17 đến 22 dễ rơi vào khủng hoảng và muốn tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài gia đình mà người ta thường hay gọi là khủng hoảng hiện sinh. Vì vậy, việc tạo một môi trường để các em cùng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành là một việc làm cần thiết để giúp các em có thể phát triển khỏe mạnh và vượt qua những vướng mắc. Đây là diễn đàn Lộn Cầu Vồng vừa được cộng đồng Test Bạch Đằng tổ chức với 5 talk show về những trải nghiệm và góc nhìn đột phá của các diễn giả nhằm giúp các bạn trẻ giải mã bản thân và nắm bắt những chuyển biến mình sẽ trải qua và đối mặt trong thời kỳ khủng hoảng hiện sinh. 5 chủ đề hôm nay là một cái sự sắp xếp rất là logic và khoa học để nhằm là ta phải từ đầu là ta phải khám phá chính ta, xong rồi ta phải dùng những cái yếu tố bên ngoài để ta có thể khám phá ra những cái gì mà ta có thể hướng tới sau này. Thì cái sự sắp xếp đó thì sẽ giúp cho những cái người như tụi em có thể có những định hướng dần để có những cái bước từ nhỏ đến lớn để tụi em có thể nương theo và để học tập và có thêm nhiều kinh nghiệm về giải quyết khủng hoảng hiện sinh. Không phải là vẽ ra một cái lộ trình cụ thể mà nó giúp tụi em là có thể là tìm được những cái gọi là cái điểm mạnh của bản thân mình và để gọi là tránh đi cái sự khủng hoảng, tại vì cái sự mông lung ở cái lứa tuổi này thì em nghĩ là hầu hết cũng đều mắc phải, và em nghĩ là nó là một cái điều cần thiết, thực sự rất là cần thiết để tụi em bớt hoang mang hơn. Chính qua các bài nói chuyện của các diễn giả, các bạn trẻ sẽ tự chiêm nghiệm và biết thế nào để những khủng hoảng không tác động tiêu cực đến tinh thần, thể chất, khiến họ tự đánh mất giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Thì khủng hoảng hiện sinh cũng do là tại vì quá rối loạn thông tin. Nên các bạn, ví dụ các bạn ngủ, các bạn đau đầu, thì bạn cứ lên search chẳng hạn, thì có quá nhiều thông tin và các bạn cứ nghĩ tôi bị ung thư, hoặc là có những bạn nghĩ đơn giản nó cũng sẽ thoáng qua. Nhưng mà cũng gì, có những người mà đau đầu cũng khoảng những 5-6 lần trong một tuần. Thì những cái thông tin các bạn nhận được nó không có, và các bạn không có cái phương pháp nào để mà nhận diện được đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Thì chính những cái chương trình TEDx của Bạch Đằng hoặc là những cái chương trình như thế này nó sẽ làm cho các bạn những cái, có trang bị cho các bạn cách suy nghĩ và cái con đường, tức là cái phương pháp nào mà có thể tìm ra được cái nào là chính thống. Những cái khủng hoảng của lứa tuổi, những cái khủng hoảng trong quá trình phát triển là một cái điều tất yếu của cuộc sống. Lứa tuổi nào và ai đó thì cũng sẽ có những cái khủng hoảng nhất định. Khi mà giới trẻ được trò chuyện về điều này, được đối diện với các cái vấn đề này của bản thân, thì nó là một cái khía cạnh rất là quan trọng, giúp các bạn có thể dũng cảm hơn để chia sẻ, dũng cảm hơn để open, để mở ra những cái vấn đề của chính mình. Và khi mở ra thì chúng ta mới tìm thấy giải pháp. Trước thực trạng khủng hoảng tâm lý trong trường học, năm 2017, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 31 hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngay trong trường phổ thông. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác này vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Việc thiếu những diễn đàn để học sinh chia sẻ, trò chuyện, giải tỏa những thắc mắc và những vấn đề nội tại của bản thân đã dẫn đến một bộ phận giới trẻ tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài gia đình. Do đó, để các em có thể phát triển khỏe mạnh và vượt qua những vướng mắc về tâm lý thì cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Quan trọng hơn hết là cần có một môi trường để lắng nghe, chia sẻ và đồng hành.